bạn, bây giờ chúng ta chuẩn bị đến trận đấu vòng 9 giữa đội Mầm Non Misa và Thác Thất Phú. Cô bác phát triển bóng lên cho số 3 của đội mình, không được. Rồi, không vào. Đó là một cơ hội tốt và Việt Thắng đã quyết định thực hiện cú đá rất căng. Nhưng mà có thể nói là trong khung thành của Mầm Non Misa thì nỗ lực đột phá. Hoàng ơi, sút vào không? Không được. Và thủ áo cam đã thoát hiểm, một pha lên bóng và tổ chức sự cầu môn rất nguy hiểm. Trần Lập quyết định đá vào không vào. Trần Lập thực hiện cú đá cực kỳ nguy hiểm nhưng mà thủ môn Trung Việt đã bay người xuất sắc để mà đấm được bóng ra. Hoàn đang chờ các đội dậy chân lên. Trần Lập, Trần Lập lại chuyền bóng vào xuống vòng, cơ hội Quốc Hoan sút vào. Tỷ số của trận đấu đã được mở và người ghi bàn là 25 Quốc Hoan. Các thủ hàng Trần Phú đã chứng cả lại và ở đây để cho đối phương thoát xuống khá thoải mái để ghi bàn. Bây giờ thì trọng tài sẽ tham khảo tình huống chiếu chậm lại để và chưa có bàn mở tỷ số cho Mầm Non Misa. Sút không vào, bóng dội vào cột dọc. Có thể nói là cú đá phạt rất tốt của Mạnh Hưng nhưng mà bóng lại dội vào cột dọc. Được chuyền vào Đức Khôi. Thế Thảo đã chuyển rất nhanh lên cho Đức Khôi. Đức Khôi sút bóng trong tư thế quay người lại 180 độ và không thành công. Qua người Gia Lâm. Gia Lâm chuyển bóng rất nhanh lên cho Đức Khôi. Đức Khôi lại xỉa bóng xuống đánh cho Gia Lâm. Nghiêm cơ bao. Và phối hợp nhanh giữa ba cầu thủ áo xanh. Rất tiếc là vẫn chưa thể có được bàn thắng. Và cắt bóng là của cầu thủ Như Thảo. Đúng rồi, Thanh Tùng vẫn còn, Đức Khôi không vào. Đức Khôi quyết định kết thúc ngay nhưng mà không thành công và anh đã phạm lỗi. Người chơi thấp nhất là phòng thủ của Mầm Non Misa lúc này đang là Tuấn phát triển bóng giữa Như Thảo. Không vào. Quá nguy hiểm và càng ngang của Như Thảo. Rất tiếc là các đồng đội của anh lại không thực hiện được pha đệm bóng. Các thủ Mầm Non Misa phản công. Sút xa. Không vào. Cú đá xa cực kỳ nguy hiểm. Vâng. Tuy nhiên trong tình huống này thì có thể nói là bây giờ là cú đá phạt trực tiếp do Vũ Tiến Lực thực hiện. Vũ Tiến Lực quyết định đá phạt nguy hiểm vào. Bóng đã đi di chuyển rất chính xác và nó làm đổi hướng liên tục và đến chân của cao thủ đội Mầm Non Misa ngay ở sát đường cầu môn. Và như vậy là tỷ số của trận đấu đã được mở. Như vậy là với việc cao thủ Mầm Non Misa có được bàn thắng của Trần Lập thì Gia Lâm lại tiếp tục nhờ bóng cho Đức Khôi. Đức Khôi không vào. Đức Khôi có cơ hội và thực hiện cú đá rất kỹ thuật nhưng mà bóng lại đi hơi cao trong tình thế mà bị kèm và góc sút rất hẹp. Lần thực hiện được chuyền vào, cơ hội vào không? Đức Khôi không vào. Đó là cơ hội tốt để các cầu thủ áo xanh có thể có được bàn gỡ. Thành Trung thực hiện được và chuyển sang tuyến Đức Khôi. Rất bất ngờ. Từ đường chuyền bên phần sân nhà thì của Thanh Tùng thì Đức Khôi đã thực hiện pha chạy lên để mà chạm bóng bằng đầu. Và chúng tôi sẽ xác định ai sẽ là chủ nhân của bàn thắng. Nhưng dẫu sao thì cao thủ Hà Lan Tân Phố cũng đã săn bằng được tỷ số rồi. Tỷ số là 1-0. Cú đá quá bất ngờ của Thanh Tùng ngay từ bên phần sân nhà. Đức Khôi thực hiện pha đá kỹ thuật. Không vào. Cuối cùng thì bóng đã về tay của thủ môn Trung Việt.
Và thưa các bạn, đó cũng là những tình huống cuối cùng của trận đấu này. Kết thúc cuộc so tài cực kỳ hấp dẫn giữa hai đội